vẻ đề của bóng đêm dạt bạc khắp đất trời, ánh sáng lung linh mong manh thành cơ kỳ diệu tình khiết. Muốn có trên vạn người rạng rỡ treo lên môi nụ cười cùng to, bao cơ duyên gọi mời là lớn, cầm chung lòng nên cười chạy theo mình ngay để họ thấy ai là mặn trời. Chẳng biết chăng chẳng lắng lo được sáng lên nước ra mặn mòi, vì nhân sinh vô thật và chân tình vô ân oán, tâm an như tuần hoàn để đắc tín đắc thời đắc nhân gian. Như là một cá thể hoàn hảo, ai cũng bảo với cậu và tôi là như thế, vẫn trải họ thằng ngày để cầm mai rap thằng này, hòa thì cánh diều và rất yêu xu thế. Họ nhìn vào đam yêu túc trí, họ nghe thấy khẩu khí anh hùng, cậu là người thầy dương sao đừng bàn dạng cho kẻ lạc lối, một sự khắc đời lại đầy mấy hoa khí nó sẽ đã miên man cả người là con rất dung. Bóng ngưng nhìn cuối trời là ai mà sao loa mắt nhìn lên như thế lần cuối, như thế mà lần cuối. Mà trái tim em trần trụi yếu đuối, còn mà thấy những gì muốn xem, chỉ mà chẳng mới biết những điều em giấu đi. Điều nhảy dưới ánh trăng, giấc mơ của những linh hồn, kiếm người như con giữa biển trôi thôi. Về nhà khi mà trời tạm biệt trái đất, ngắm nhìn mặt trăng một cách thoải mái nhất. Cậu trồng một vườn hy vọng và thừa biết sẽ có người lần bước vào khu vườn đó hái mất. Đau hơn khi người hái lại là người mình mong, luôn phải chơi cái trò đùa mặt bắt hình rong, và để bao bia cho mình là kẻ kém cỏi, cậu phải lấy sự cô đơn ra để mang lại mình phong. Cậu nghĩ mọi người hạnh phúc và sự cô đơn này không dành cho ai chứ cậu? Tại sao cô thích giao tiếp với nỗi buồn, chắc chỉ con tim mới có thể lấy lời khai từ cậu. Điều gì xảy ra nếu những ngày mai sang, anh sẽ là những cảm xúc đây cần cậu khai hoang. Dù cùng ký ức có phải gồng vai mang, lao vào anh chắc giang tay nhưng không ai can. Không nghĩ ra giai điệu và đợt cây mai vàng, cuộc sống trong quá khứ nhưng đọc vào tương lai bàn. Cậu đâu thể tạo ra một cuốn sách chỉ với hai trang, thấy chút sự cô đơn cậu như ở trên ngai vàng. Hình như cậu và cô đơn đang thân, hình như là bản ngã còn vướng ngang chân. Hình như cậu im lặng để mong được đối xử đặc biệt, nhưng đáng tiếc không ai quan tâm. Cậu nghĩ rằng im lặng thì người ta sẽ đọc được suy nghĩ của cậu ư? Nếu có siêu năng lực đó thì người ta đã dùng cho việc khác rồi, không đến lượt cậu đâu thôi nào. Cậu hỏi những vì sao nhỏ bé rằng muốn làm bạn không nhưng chẳng vì sao nói hé rằng tình thật đi. Cậu cô đơn là vì thích thế hay vì cậu mở cửa nhưng mà chẳng ai ghé thăm. Sao em trần trụi yếu đuối, còn mà thấy những gì muốn xem, chỉ mà chẳng mới biết những điều em giấu đi. Và có cảm thấy nỗi buồn giống như ngày trong dưới mặt trăng, như hàn mặc tử ngắm mặt trăng. Giấc mơ của những linh hồn, như hàn mặc tử ngắm mặt trăng. Kiếm người như con giữa biển trôi thôi. Đâu tâm yêu tuần hoàn, đắc tin đắc nhân gian. Và có cảm thấy nỗi buồn giống như ngày trong dưới mặt trăng, như hàn mặc tử ngắm mặt trăng. Giấc mơ của những linh hồn, như hàn mặc tử ngắm mặt trăng. Vẫn nhân sinh vô thật toàn, rất nhiều thứ nhưng cũng lấy đi của chúng ta rất nhiều thứ. Chào mừng con đến bên bố ngắm nhìn trời đất. Đối với bố, tiếng khóc ngày con chào đời là tuyệt vời nhất. Nhưng hơi tiếc là con đến bên bố và mẹ vào lúc thu nhập tệ, vay tiền sửa căn nhà sập sệ của ông bố hòa khắc luật lệ. Cuộc sống khó khăn bố biết, nhưng mà ít nhất nếu sau này con làm rapper thì cũng có cái để mà rap. Tại bố thấy rapper toàn kể nghèo kể khổ, rap về sự chăm chỉ vươn lên đấu tranh từ sự khó khăn và thoát.
Nó vậy thôi chứ bố thấy đời mình khổ đủ rồi. Bố muốn con sau này không làm việc dưới một ông chủ tồi, làm công việc thu nhập ổn định, cuối tuần có thể nghỉ ngơi, vậy cố học thật chăm nhé. Ô, mới 11 giờ sao con đã ngủ rồi. Bố vốn nóng tính, cuộc đời đổ cơn thịnh nộ vào bố. Về nhà, bảng điểm của con lại cứ đụng độ vào bố. Bố không sợ con học kém, bố sợ tương lai con bị phá vỡ. Này sinh nhật con nhưng khách bố chở không đủ để mua bánh gato. Không, luôn luôn là thế, tâm trạng bố hơi suy. Con càng lớn thì kinh nghiệm sống bố dành cho con dần vơi đi. Tai con to hơn là để con có thể lắng nghe hiểu biết. Mắt con to hơn là để con có thể nhìn thấy tiểu tiết. Từ bao giờ bố con mình không dành tâm sự cho nhau? Chả nhẽ con không có mối tình nào ư? Hay con tự lo âu? Tại thờ bố mà lo cái bụng nên đâu có thời gian lo tâm lý. Thờ bố không có mạng xã hội để truyền mấy câu tâm thúy. Rồi ngày đó cũng tới, con đến độ tuổi xích mích với bố. Bố như mặt trời, con như mặt trăng vẫn chuyện con thi với thố. Thực tình không phải bố thấy con theo đam mê mà bố không cho. Như đã con mãi không thấy thành công thì là bố mẹ ai không lo. Bố lo môi trường con học nên cố đi nhờ người quen. Bố lo mua bánh gato nên cố chạy xe giữa bầu trời đen. Bố lo nghĩ nhiều thứ quá, để rồi bố chợt nhận ra khó nhất không phải tặng con bánh kem, khó nhất là tặng con lời khen. Con phải ra đi, có những lý do để tin vào. Lắm lúc muốn nói khó lắm cha ơi, nhưng con phải ra đi. Con phải ra đi. Bố là thần tượng của con, là người cãi nhau với con, là người bạn của con. Và thời gian dần trôi, bố có thể sống thêm vài chục năm nữa, nhưng có vẻ cũng chỉ để được gặp con thêm vài chục lần thôi. Còn có cả thanh xuân để đi thì xin con hãy dành chút thời gian bên bố, nói chuyện gì cũng được trước khi đầu óc của bố càng lẫn. À không, con còn việc của mình, vậy hãy gọi cho bố nhé. Trước khi chúng ta biết, thời gian rất tàn nhẫn. Bố không biết nói lời ngọt ngào vì quen khắc nghiệt mà cuộc đời trói. Bố xin lỗi, bố cứ tưởng rằng hành động quan trọng hơn lời nói. Bố soi con biển bố không biết, sao bình yên là cơn sông tiếp. Bố không có nhiều tiền nhưng nếu cần cho con bộ phận trên cơ thể mình thì bố không tiếc. Tiếp tục đi con, bố xin lỗi nếu làm con mất đầu rap. Cầm cây bút lên khiến mình trở thành kẻ mạnh nhất và phát ra những vật câu sẽ chúng gần nhau. Thất bại lần này cố lần sau, cuộc đời đâu có sẵn cho các mà bao bỏ cơ hội để tôi thất và thoát. Giấc mơ đủ rộng để cất và tháp, nhưng đời đôi khi rất là áp. Đến công quan tới tấp giả soát, niềm vui con có đem sự u uất vào phát. Rồi sẽ đến một ngày bố hòa quyện cùng đất và cát, nên cả con không phải ý xấu đâu. Bố không bố, mà con vẫn là khác. Được con của mình đã lớn, rồi sẽ rời xa mình, đừng gọi bố là ông già. Nó như thể tuyên án bố không có sức bảo vệ gia đình. Bố xin lỗi vì những câu nói tổn thương của bố mà con từng nghe. Chả quen nhau chất cái vai, nhưng sau đó bố con mình vẫn cùng phe. Một lần chúng ta gặp nhau, con thì càng trưởng thành, bố thì càng già yếu xấu xí. Và bố chợt nhận ra, trong số tài sản của mình, bố vẫn còn những lời xin lỗi được giấu kỹ. Thuốc không chữa được bệnh là thuốc vô dụng. Vậy lời xin lỗi không chữa được vết thương thì gọi là gì? Thuốc không chữa được bệnh là thuốc vô dụng. Vậy lời xin lỗi không chữa được vết thương thì gọi là gì? Thuốc không chữa được bệnh là thuốc vô dụng. Vậy lời xin lỗi không chữa được vết thương thì gọi là gì? Em ơi, đi ra đây. Đi ra đây anh Vân, tí. Đi, đi, đi. Xíu thôi, trời, xíu thôi. Thì xíu thôi. Rồi nói đi. Anh run quá. À, thì em biết đấy, hôm nay là ngày cuối cấp rồi. Đúng. Anh muốn em ăn cơm chưa? Anh xàm quá. À, anh nói lại nha, em là bạn gái anh nha. Không. Em đi đâu mà dội mà vàng. À, nếu như mà em không có thích nó, em thích tạm anh cũng được chứ hả? Không. Không. Tại sao lại không? Yep. Khó quá. Wow. Yeah, yeah, yeah. Tương lai.
và nói vâng vâng bên tai anh chẳng muốn nghe. Yeah, và điều em muốn mình là bản thân khi đi với nhau. Sao em cứ quay bước đi, bỏ lại cô đơn ở nơi giấc mơ để con tim anh thầm thì. Như cơn gió em đang cuốn trôi tôi vì oh 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 oh. Và em chắc em không muốn tôi thôi thì oh no no no. Không thể nào mà đến hơn. Stuck in the friend zone. Nếu như có đôi lúc cảm thấy cô đơn, đừng nên cố gắng tay nắm sai người. Nếu như có đôi lúc mọi thứ tốt hơn, đừng nên nhắm mắt yêu lấy hai người. Và mình là gì của nhau? Say. Tình nhân làm bạn thân của nhau, chắc anh không cần. Và sao? Người mà em đắm say từ nay sẽ không là ai. Sao lại thích, sao lại crush với nhiều người khác mà không phải anh. Trong tình huống anh đang còn lạc, y chang thằng ngố như bóng cải xanh. Mình đã từng coi nhau như là mối tình đầu, cần sống phần đấu không ở trong một khó hình cầu. Tôi lên mồi tối trong khi không còn lối sau bên trong và hà vàng sắc nổi nghịch màu. Thế thì đó là những gì em muốn. Có đôi tình duyên lên xuống. Sao ở trong một danh bà em đợt nhập hoàng ai cái em tên cuốn. Có những thứ không khó để lấy, nhưng có được em là khác. Vọng em lại kiệt khắp những niềm vui, sẽ có mò thấy cảm xúc của anh chi để mà tác động. Em cũng đâu có hay vì anh vẫn luôn ở đây. Yeah yeah, tính em hay nắng mưa và không muốn ai thắng thua. Yeah yeah, em hay có những suy nghĩ lung tung. Chỉ một khoảnh khắc khi anh rung rung, tim anh lao nhanh như chuyện cao tốc. Yeah yeah, anh luôn lặng lẽ, anh luôn cặn kẽ theo dõi nhìn em từ phía đằng sau. Nhìn sơ khó đổi, bản tính khó dời, sao vẫn yêu em dù biết rằng đâu. Anh không biết là từ khi nào những nỗi buồn kia lại có hình dạng. Đáng lẽ ra phải là tình yêu, chẳng biết vì sao lại hóa tình vậy. Nếu như có đôi lúc cảm thấy cô đơn, đừng nên cố gắng tay nắm sai người. Oh baby. Và nếu như có đôi lúc mọi thứ tốt hơn, đừng nên nhắm mắt yêu lấy hai người. Và mình là gì của nhau? Tình nhau là bạn thân của nhau, chắc anh không cần. Và người mà em đắm say từ nay sẽ không là rất điện thoại gọi điện lại trong đêm, nghe âm thanh không cùng một tần số. Và đến hiện tại anh đang tái hiện lại hoàn cảnh yêu thương dù cho bao lần cố. Okay. Sau bao nhiêu lần đau khăn in lên giấy, liệu em tiếc nuối thôi tình duyên quên lấy. Đâu buồn tuyệt vọng lúc nguyên đêm đấy, về thứ tình cảm tại bàn thiêng liêng ấy. Hả, nở lòng này em chối bỏ, cuộc đời của anh ra đổi đổi màu tối. Tim mình lang thang rồi dẹt nỗi lối nhỏ, biết đến khi nào sẽ có khởi đầu mới. Tại sao khi anh kiên trưởng thành, nụ cười trên gương mặt này lại ít đi. Phải học cách làm quen với nỗi buồn của nên dần hình thành hai chữ là thích nghi. Hold up, hold up. Các bạn ơi, ở đây các anh bị dính vào friend zone chưa hả? Nãy giờ đã quá nhiều cảm xúc buồn ở trên sân khấu rồi, bây giờ mình muốn các bạn cháy hết mình cùng Nhật Hoàng và Lưu Hoàng lần cuối được không ạ? Let's make some noise. Friend zone. Hey, 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 hey. Trong tình huống anh đang còn lát, y chang thằng ngố như bóng cải xanh. Những nỗi buồn xem như cảm hứng nặng u, cho cái tim này phản ứng nặng u. Chẳng thể nào mà miêu tả anh như thế nặng u, 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 u. Bao nhiêu năm qua anh đã vẫn luôn ở đây, theo dõi chỉ một mình em thông qua cánh cửa sổ. Về bất kỳ như tình cảm anh tích lũy, nhưng hay còn được như trước, tại nhà anh lựa chọn. Hai năm qua kết quả như vậy thì thôi, nước mắt cũng khô ngạn rồi. Mười năm sau nếu như có thể từ cô bạn thân thành cô bạn đời. Nếu như cô đơn lúc cảm thấy cô đơn, đừng nên cố gắng tay nắm sai người. Nếu như cô đôi lúc mọi thứ tốt hơn, đừng nên nhắm mắt yêu lấy hai người. Và mình là gì của nhau? Tình yêu là bản thân của nhau, chắc anh không cần. Và người mà em đang say từ nay sẽ không lại. Chắc là ai, chắc chắn là anh sẽ rời xa. Bây giờ nhá. Vậy nó chính là em. Anh sẽ cố phải quên tình yêu ấy giờ đã rời xa. Yeah yeah, yeah các bạn ơi. I say no, you say friend zone. No friend zone. No. No. Yeah, cảm ơn các bạn rất nhiều. Trong vai trò thân em Ngọc Ngà được ví như tinh hoa, là viên kim cương vô giá ngay từ lúc đầu được sinh ra. Bầy nồi ba chim với nước non,
số phận em lên xuống trong sự bất công làm sao mà có thể cân bằng. Em đã dành cả thanh xuân của mình để đấu tranh vượt qua giới hạn, và đây là những gì mà em đã phải trải. Let's go. Nỗ lực khổ cực thì thế nào mà đáng nổi. Nơi trời xanh này đáng ghét, sao biệt đồ họ phán xét. Cái trường tộc này đáng ghét, sao mà đời hán đổi. Còn phải tính toán, em không chính giác. Mày không quýnh quen, anh sẽ nhận lối. Em sẽ băng qua hết, khoát lá, quán nạt, rác mạc. Đỏ hoang, nhiều lúc nó sẽ đem những bản năng ta đến. Ngọn lửa sẽ sống bùng cháy từng ấy. Thời gian chỉ là sân phải nhớ. Nụ cười là thiên nhiên, ước mắt là trần gian. Cuộc đời cảm mây biết đâu là an toàn. Khi sinh ra đêm trải gian nan. Dần dần càng hứa phải trải qua nhiều bất công xảy ra. Lỗi lầm ngoài kia trong thùng bị đánh gục. Em là phụ nữ, em là một bông hoa. Bản thân em xứng đáng với thùng phong mỹ tuật. Wow, khi con tim liên huyền đi sâu trong đêm sẽ được khiến thế gian thỏa mãn. Đưa thiên tai đi ngang mang theo mỹ đi. Khi thì mẹ mới quen quả cạn. Mâm nam xuân xanh em đã đủ lớn. Tại sao lại phanh sổi như con nít vần lời. Em đứng lên hồ xa thiết trần trời. Từ bỏ chân đen chấp chất vào một kiếp luân hồi. Rồi em sẽ hiểu được bản chất thực sự của cuộc đời này là thế nào. Em chỉ là một tế bào rồi sẽ có những phiên bản khác được thế vào. Làm sao có thể miêu tả hết được sự bất lực chỉ trong hai đàn rap. Em chỉ muốn tâm hồn của mình được thanh thản ở một giai đoạn khác. Đừng để giọt lệ lập nhẹ đi đường kẻ mắt. Em càng trân trọng thứ gì thì mình lại thường sẽ mất. Liệu cô đơn có phải là điều bất hạnh nhất? Em cũng xứng đáng có quyền được hạnh phúc. Và chọn thắng xét công nghệ được quý như tinh hoa. Là vì kim cương vô sáng ngay từ lúc đầu được sinh ra. Yeah, 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 yeah.